Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên chủ động tiêu úng cho lúa sau nhiều ngày có mưa lớn. Bệnh viện Phong Gia Liễu Văn Môn, tỉnh Thái Bình chủ động tham mưu với Sở Y tế để xây dựng đề án và tiến hành các biện pháp chuẩn bị sáp nhập. Bắc Ninh kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy hơn 1.200 lượt cơ sở. Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Ninh Bình bắt giữ xe tải chở 500 kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức công bố điều chỉnh quy mô dự án đường kết nối cao tốc Bắc Nam đoạn cầu rẽ Ninh Bình với quốc lộ 1A. Bộ Giao thông Vận tải đã trình Chính phủ và Quốc hội phê duyệt dự án mở rộng xây dựng đường bộ đoạn Cao Bồ - Mai Sơn thành đường cao tốc thuộc dự án xây dựng cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2017-2020. Dự án có tổng chiều dài hơn 15,2 km, trong đó đoạn tuyến trên địa bàn tỉnh Ninh Bình dài hơn 9,9 km được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc có vận tốc từ 100 đến 120 km/h với mức độ phạm vi giải phóng mặt bằng theo quy mô, quy hoạch của dự án là 6 làn xe, có bề rộng nền đường là hơn 32 m, bao gồm cả phần đường gom dân sinh, cầu vượt ngang trên tuyến. Tổng diện tích đất dự kiến sẽ phải thu hồi phục vụ dự án là hơn 38 ha. Thời gian thi công từ tháng 9 năm 2018 đến năm 2020 hoàn thành. Đây là một trong 11 dự án thành phần đường bộ cao tốc trọng điểm quốc gia và được Bộ Giao thông Vận tải chọn để khởi công trong năm nay. Trên địa bàn tỉnh Hà Nam hiện có 106 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đi vào hoạt động. Trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Tại các khu công nghiệp có 102 doanh nghiệp, còn 4 doanh nghiệp ở ngoài khu công nghiệp. Những sản phẩm công nghiệp hỗ trợ của tỉnh Hà Nam là thiết bị điện, linh kiện điện tử, hệ thống dây dẫn điện ô tô, xe máy, màn hình cảm ứng. Các doanh nghiệp phải kể đến như công ty trách nhiệm hữu hạn Seoul Semiconductor, công ty trách nhiệm hữu hạn GT Sensovina, công ty trách nhiệm hữu hạn Arai Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn KMVK Việt Nam. Nhằm đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ chế biến chế tạo, làm nền tảng phát triển công nghiệp với tốc độ cao và bền vững giai đoạn 2016-2025. Thời gian tới, tỉnh Hà Nam tiếp tục ưu tiên phát triển, thu hút đầu tư các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp công nghệ cao. Hiện tại, tỉnh đã tạo được mặt bằng sạch và cơ sở hạ tầng đồng bộ cho các doanh nghiệp và đầu tư, đặc biệt có khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn 3 với nhiều ưu đãi dành cho các nhà đầu tư thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ của Nhật Bản. Thực hiện nghiêm 10 cam kết của tỉnh đối với các nhà đầu tư, đẩy mạnh các chương trình xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước để chủ động thu hút các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, doanh nghiệp tập đoàn lớn trong nước đầu tư vào tỉnh. Tính đến hết tháng 6 năm 2018, toàn tỉnh Bắc Ninh có 568 hợp tác xã đang hoạt động. Trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh thành lập mới 24 hợp tác xã, trong đó có 19 hợp tác xã chuyên ngành nông nghiệp, 2 hợp tác xã dịch vụ và nông nghiệp và 3 hợp tác xã giao thông vận tải. Trong số 568 hợp tác xã, có 479 hợp tác xã nông nghiệp, 89 hợp tác xã phi nông nghiệp, với 93.695 thành viên. Trong 479 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, có 310 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và 169 hợp tác xã chuyên ngành nông nghiệp. Doanh thu của các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2018 là 19.200 triệu đồng, trung bình 60,7 triệu đồng một hợp tác xã, lợi nhuận đạt 1.977 triệu đồng. Trong số 169 hợp tác xã chuyên ngành nông nghiệp, có 1.720 thành viên, bình quân mỗi hợp tác xã có 10 thành viên. Doanh thu của các hợp tác xã chuyên ngành nông nghiệp từ đầu năm đến nay đạt 55,256 tỷ đồng, trung bình gần 350 triệu đồng một hợp tác xã, tăng 30 triệu đồng một hợp tác xã so với cùng kỳ năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, giá lợn hơi lúc này đang tăng kỷ lục, có nơi trên 55.000 đồng 1 kg, cao gấp 2 lần so với cùng thời điểm này năm ngoái. Giá tăng cao tưởng chừng là niềm vui lớn đối với chủ gia trại và trang trại sau hơn một năm dài khó khăn. Nhưng trên thực tế, với đà tăng giá như hiện nay, vẫn chưa bù lỗ được với những khó khăn của họ trước đó. Phản ánh của phóng viên thời sự tại Thái Bình. Trên thực tế, giá lợn tăng cao đột biến nhờ thời điểm này cũng chỉ phần nào giúp người chăn nuôi gỡ gạc lại những khó khăn cho thời điểm trước đó. Nhiều hộ, số lượng lợn tồn đã hết, trong khi lượng lợn tái đàn chưa nhiều, nhất là các hộ nuôi nhỏ lẻ sau cuộc khủng hoảng giá kéo dài
đã khiến họ suy kiệt vốn nên đã phải bán tống bán tháo nhằm gỡ vốn. Và điều này sẽ lại dẫn đến tình trạng khan hàng đẩy giá lên cao. Trước những diễn biến khó lường của thị trường thịt lợn hiện nay, người chăn nuôi cần thận trọng trước cơn bão giá. Trên cơ sở đó, duy trì tổng đàn hợp lý và căn cứ vào vùng sản xuất để điều tiết cho phù hợp. Người chăn nuôi cũng không nên quá kỳ vọng vào giá lợn sẽ lên cao nữa mà tăng đàn sẽ dẫn đến tình trạng dư thừa như trong thời gian vừa qua. Do mưa lớn kéo dài nên trên địa bàn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên có một số diện tích lúa vụ mùa bị úng cục bộ. Hiện các địa phương đang tích cực tiêu thoát nước, hạn chế tối đa thiệt hại. Mưa đã làm cho hơn 1.000 ha lúa mùa huyện Văn Lâm ở những chân ruộng trũng bị ứ nước cục bộ, phân bố rải rác tại tất cả các xã thị trấn. Do chủ yếu là lúa mới gieo cấy nên huyện Văn Lâm đã yêu cầu các địa phương phối hợp với xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi khẩn trương bơm tháo gạn, thoát nước đội đồng và sông trục. Các trạm bơm trọng yếu như Thanh Khê, Lương Tài, Văn Phú, 4 vận hành hết công suất. Đến ngày 22 tháng 7, hầu hết các diện tích lúa của huyện và các địa phương trong tỉnh đã đảm bảo tiêu úng kịp thời, không để xảy ra tình trạng lúa rau màu mất trắng do úng ngập kéo dài. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 19, Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, ngành y tế Thái Bình đang tiến hành sáp nhập trung tâm da liễu vào Bệnh viện Phong Da Liễu Văn Môn và đổi tên thành Bệnh viện Da Liễu Thái Bình. Hiện Bệnh viện Phong Da Liễu Văn Môn đã chủ động tham mưu với Sở Y tế để xây dựng đề án và tiến hành các biện pháp chuẩn bị sáp nhập. Bệnh viện Phong Da Liễu Văn Môn hiện đang quản lý 13 khoa phòng. Trung tâm Da Liễu Thái Bình hiện có 9 khoa phòng. Sau khi sáp nhập các khoa phòng sẽ được tinh giản chỉ còn tổng số 15 khoa phòng. Trong đó chia làm 2 cơ sở tại thành phố Thái Bình và tại xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư. Nhiệm vụ của Bệnh viện Da Liễu Thái Bình tiếp tục là khám chữa bệnh đa khoa, chuyên sâu điều trị da liễu và chăm sóc bệnh nhân phong tàn tật. Việc sáp nhập không chỉ giảm đầu mối và những bộ phận trùng chức năng nhiệm vụ mà còn tạo thuận lợi trong quản lý nhân lực sau này. Bệnh viện Phong Da Liễu Văn Môn, tức là trước đây là không tuyển được các bác sĩ đa khoa, khó tuyển và ít tuyển được, thì bây giờ sau này sắp nhập lại thì có thể tức là sẽ tuyển được cái bác sĩ có cái đội ngũ năng lực mà điều động giữa cơ sở 1 và cơ sở 2, sau này là phục vụ tốt cái công tác chăm sóc sức khỏe dân, từng bước một phát triển cái lĩnh vực về chuyên khoa da liễu. Sắp nhập đồng nghĩa với việc có nhiều thay đổi về vị trí lãnh đạo khoa phòng của cả hai đơn vị. Về vấn đề này, Ban Giám đốc Bệnh viện Phong Da Liễu Văn Môn đã phối hợp với Trung tâm Da Liễu Thái Bình làm tốt công tác tư tưởng, bảo đảm dân chủ, khách quan, minh bạch, đúng quy định, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, nhân viên y tế. Với chức năng của phòng tổ chức cán bộ, chúng tôi sẽ tham mưu cho Ban Giám đốc Bệnh viện mới căn cứ vào cái quyết định 188 năm 2017 của Sở Y tế Thái Bình về việc quy trình bổ nhiệm cán bộ. Thì lúc đó sẽ rà soát cái tiêu chuẩn điều kiện dựa trên các cái chức vụ mà các đồng chí hiện nay đang giữ ở khoa phòng của hai đơn vị để chúng tôi sẽ làm cái quy trình bổ nhiệm. Việc đảm bảo chế độ cho bệnh nhân phong tàn tật, giải quyết thủ tục hành chính cho bệnh nhân khi khoảng cách địa lý giữa hai cơ sở lên tới trên 15 km. Đó cũng là những vấn đề đặt ra trong quá trình sáp nhập. Sở Y tế, Bệnh viện Phong Da Liễu Văn Môn và Trung tâm Da Liễu Thái Bình đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan để từng bước tháo gỡ vướng mắc khó khăn, đưa ra những phương án hợp lý nhất để đảm bảo hiệu quả hoạt động của Bệnh viện Da Liễu Thái Bình. Dự kiến, việc sáp nhập sẽ hoàn thành trong năm 2018. Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2018. 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh có khoảng trên 1 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, số người khám chữa bệnh ngoại trú tăng trên 920.000 lượt, số người khám chữa bệnh nội trú tăng 96.000 lượt. Tổng số tiền thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong 6 tháng đầu năm là khoảng 637 tỷ đồng, vừa dự toán 17,54%, tương đương 95 tỷ đồng. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận phân tích nguyên nhân
và đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Trong đó nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan được đưa ra như việc gia tăng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là do tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tỷ lệ số người tham gia bảo hiểm y tế tăng. Đồng thời, việc thực hiện thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cũng đã tạo giúp người bệnh thuận lợi hơn trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Toàn tỉnh Nam Định có 68 cán bộ đoàn cấp tỉnh, 486 cán bộ đoàn cấp huyện và gần 400 bí thư đoàn xã và các khối khác. Luôn xác định chất lượng cơ sở là trọng tâm, cán bộ là then chốt, đoàn kết tập hợp thanh niên là nhiệm vụ hàng đầu. Tổ chức đoàn thanh niên đã triển khai nhiều giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn các cấp. Các cấp bộ đoàn trong tỉnh luôn chú trọng việc xây dựng quy hoạch đối với các chức danh chủ chốt, trong đó đặc biệt quan tâm đến lực lượng cán bộ trẻ có năng lực, xem xét đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đủ điều kiện để điều động phân công nhiệm vụ khác. 6 tháng đầu năm 2018, thực hiện hiệu quả chủ trương 1+3, các cấp bộ đoàn đã tổ chức được 15 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho 1.120 lượt cán bộ đoàn, hội, đội từ tỉnh đến cơ sở, hướng dẫn các kỹ năng, phương pháp công tác nhằm từng bước chuẩn hóa đội ngũ. Thường xuyên tổ chức các sân chơi nghiệp vụ, các hội thi bí thư chi đoàn giỏi và tổng phụ trách giỏi, giúp đội ngũ cán bộ đoàn, đội giao lưu học hỏi, trao đổi và bổ sung kiến thức, kỹ năng. Trong hai ngày 20 và 21 tháng 7, tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh Hưng Yên, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố phối hợp với thành đoàn tổ chức khai mạc liên hoan giai điệu Tuổi Hồng và Thiếu nhi kể chuyện hè năm 2018. Tham dự liên hoan có trên 200 em thiếu nhi đến từ 16 đơn vị phường xã trên địa bàn thành phố với gần 70 tiết mục ca múa nhạc và kể chuyện, có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc, ca ngợi quê hương đất nước, được dàn dựng công phu. Tiêu biểu như các tiết mục múa Hương Sen của đơn vị xã Quảng Châu, tiết mục múa Xuân Về Trên Bản của phường An Tảo và độc tấu nhạc cụ dân tộc của đơn vị phường Minh Khai. Điểm nổi bật tại liên hoan năm nay đó là nhiều đơn vị đã đưa vào trong tiết mục dự thi những câu chuyện kể có nội dung về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, qua đó khơi dậy nhiều cảm xúc để lại ấn tượng sâu sắc, đồng thời góp phần giáo dục tư tưởng đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao giải xuất sắc nhất cho đơn vị xã Quảng Châu và trao 4 giải nhất, 5 giải nhì, 6 giải ba cùng một số giải nhánh khác. Hội Phụ nữ tỉnh Hải Dương vừa trao nhà máy ấm niềm tin cho bà Nguyễn Thị Tách, sinh năm 1954, tại thôn Bái Hạ, xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Bà Tách thuộc hộ nghèo, cả hai vợ chồng thường xuyên đau ốm. Ngoài đồng ruộng, hàng ngày bà Tách phải làm nhiều việc để kiếm sống. Ngôi nhà mới có diện tích 30m², kinh phí xây dựng 60 triệu đồng. Trong đó, quỹ từ thiện PNG của Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận PNG tài trợ 45 triệu đồng. Được biết, đây là ngôi nhà mái ấm niềm tin thứ hai công ty này trao tặng tại Hải Dương. Sau 2 năm phát động chương trình Viên Gạch Hồng do PNG khởi xướng, đã có 149 ngôi nhà niềm tin được xây dựng. Trong năm 2018 này, PNG dự kiến sẽ trao tặng 100 ngôi nhà trị giá gần 5 tỷ đồng cho người nghèo trên toàn quốc. Trong 6 tháng đầu năm, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Bắc Ninh đã chủ động triển khai các biện pháp, nghiệp vụ, đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia phòng cháy chữa cháy, góp phần phòng ngừa, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra. Từ đầu năm đến nay, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh tiến hành kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với 1.291 lượt cơ sở, qua đó phát hiện kiến nghị cơ sở khắc phục 2.175 thiếu sót tồn tại về phòng cháy chữa cháy, lập 87 biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và quyết định tạm đình chỉ hoạt động 12 cơ sở không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy theo quy định. Tổ chức nghiệm thu và đồng ý đưa vào sử dụng đối với 228 công trình thi công theo đúng hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó, phối hợp với các sở ngành địa phương để mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy cho các tổ chức cá nhân, tổ chức 238 lớp huấn luyện nghiệp vụ lồng ghép tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy cho hơn 5.500 đội viên đội phòng cháy chữa cháy cơ sở. Đồng thời, phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, nhất là duy trì hiệu quả các mô hình khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy, nhà trọ an toàn phòng cháy chữa cháy, làng nghề an toàn phòng cháy chữa cháy. Thưa quý vị và các bạn,
lợi dụng uy tín và thương hiệu của Công ty Cổ phần Hoàng Hà tỉnh Thái Bình. Thời gian qua, trên tuyến vận tải hành khách cố định Thái Bình-Quảng Ninh và ngược lại xuất hiện nhiều xe khách nhái tên thương hiệu Hoàng Hà, thậm chí giống 100%, gây sự hiểu lầm cho khách hàng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới thương hiệu và uy tín của Hoàng Hà. Không những thế, các xe này còn thường xuyên chèn ép các phương tiện của công ty Hoàng Hà, gây tâm lý ức chế cho hành khách, lái xe và nguy hiểm cho phương tiện khác. Ngoài ra, hành khách còn bức xúc về chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ, tình trạng nhồi nhét khách, thu giá vé cao hơn nhiều so với quy định của các loại xe này. Trước thực trạng này, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình có văn bản chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với một số doanh nghiệp vi phạm quy định trong hoạt động vận tải hành khách, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu do Công ty Cổ phần Hoàng Hà đã đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Đội Quản lý Thị trường số 1, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện và bắt giữ một xe tải chở nội tạng động vật đang vận chuyển từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Hơn 10 thùng xốp với tổng trọng lượng 500 kg nội tạng động vật không có nguồn gốc xuất xứ, chưa qua kiểm dịch thú y, không có chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, được vận chuyển trên xe tải, biển kiểm soát 66C08614 do tài xế Huỳnh Hữu Đức, sinh năm 1969 điều khiển, đã bị phát hiện và bắt giữ. Theo khai nhận của tài xế, thì khi nhận chở lô hàng trên không hề biết đó là nội tạng, mà là hàng đông lạnh, cứ vận chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sẽ có người nhận. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Theo lãnh đạo Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Ninh Bình cho biết, từ đầu năm đến nay, Chi cục phối hợp với lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện và bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng hóa liên quan đến thực phẩm như động vật, rượu bia, nước giải khát, bánh kẹo. Tất cả những mặt hàng trên đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng theo quy định. Chi cục Quản lý Thị trường đã tiến hành xử phạt vi phạm bằng cách phạt tiền và tiêu hủy toàn bộ hàng hóa, tổng giá trị hơn 700 triệu đồng. Mới đây tại thôn Ngọc Nha Thượng, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã xuất hiện tình trạng lừa đảo bán hàng gia dụng của một nhóm người xưng danh là nhân viên của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Phát triển Khoa học Công nghệ Thiên An. Theo người dân xóm Đông và xóm Tây, thôn Ngọc Nha Thượng cho biết, nhận được giấy mời và lời giới thiệu hấp dẫn là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Phát triển Khoa học Công nghệ Thiên An sẽ hỗ trợ 16 người mua hàng với tổng số tiền 40 triệu đồng tại mỗi xóm. Với hình thức, ai mua một nồi cơm điện trị giá 2,6 triệu đồng sẽ được tặng một phần quà và một phong bì bằng hoặc lớn hơn 2,6 triệu đồng. Tức là người dân được miễn phí sản phẩm mua. Nhận tiền của các hộ dân, công ty giao hàng cho một người dân phát giúp và lên xe mang biển kiểm soát 36A24563 chạy thẳng. Người mua nhận hàng gồm một nồi cơm điện, một chảo và một chậu nhôm ọp ẹp mang thương hiệu Gotama. Phong bì kèm theo bên trong là 50.000 đồng, thậm chí có người nhận được phong bì không. Sự việc xảy ra trong một giờ, ở cả hai xóm đã có 32 người dân mua sản phẩm với tổng giá trị lên tới 80 triệu đồng. Người ta bảo là 2 triệu 6 thì người ta lại sẽ tặng thêm một cái này, nhưng mà còn phần quà nữa người ta sẽ để trong phong bì. Người ta bảo là 2 triệu 6 thì tặng hơn một phần quà, 2 triệu 6. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, nhiều người nhận được tin nhắn Facebook hàng loạt thông báo trúng thưởng với giá trị giải thưởng rất lớn qua tin nhắn Messenger. Dù chiêu thức này không còn mới, nhưng nhiều người vẫn bán tín, bán nghi, lầm tưởng và rồi để bị lừa, ghi nhận tại tỉnh Hải Dương. Đây là nội dung của tin nhắn từ Messenger trên Facebook mà nhiều người nhận được với nội dung giống hệt nhau, đó là: xin chúc mừng tài khoản Messenger đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ vàng khởi động mùa hè năm 2018 do hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên. Phần quà giải nhất gồm một xe máy Honda SH150, một phiếu quà tặng 200 triệu đồng, một thẻ sử dụng xăng miễn phí một năm. Những giải thưởng này do Công ty Cổ phần Xe máy Honda Việt Nam và Tập đoàn Mạng xã hội Facebook tài trợ. Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Xe máy Honda Việt Nam và Facebook không có những chương trình tri ân khách hàng kiểu này. Điện tới số điện thoại chăm sóc khách hàng trên tin nhắn nhưng không bao giờ có người nghe máy. Bộ Thông tin Truyền thông thì cũng đã có tạo ra một cái trang web
không gian mạng.vn đấy để cập nhật thường xuyên những cái địa chỉ mà lừa đảo dạng khuyến mại cũng như là nhận giải thưởng lớn và công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin Thông, và mọi người dân có thể truy nhập vào đó để cập nhật thông tin để tránh cảnh giác và tránh những bị lừa đảo. Trước thực tế công nghệ phát triển nhanh mạnh, các chiêu trò lừa đảo chắc chắn vẫn còn và ngày càng tinh vi hơn. Vì vậy, mọi người dân cần nêu cao cảnh giác và kịp thời thông tin cho các cơ quan chức năng về những gì thấy nghi ngờ hoặc chưa rõ. Đặc biệt, cần hết sức hạn chế việc đăng tải quá nhiều ảnh cùng thông tin cá nhân lên mạng xã hội để tránh bị lợi dụng. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.